Chào các bạn đến kênh Sinh Cách 24 giờ. Quisby nâng cấp Full Upston sẽ ra sao? Cái chiếc Quisby là một trong những cái dòng xe tải gạt của Honda nhập khẩu nguyên chiếc vào Việt Nam. Cái dòng xe này thu hút được người tiêu dùng bởi thân hình gọn gàng cùng với bộ ghi đâm trần độc lạ và đầy cá tính. Cùng giúp tôi xem cái chiếc này trông như thế nào khi chọn chỉ nghe. Đầu tiên chúng ta thấy được cái phần thắng Rainbow phiên bản là ASET được tích hợp ở phía bên trên cùng với chiếc bình dập Rainbow đi cùng cái nách Tesla đỏ CNC cực kỳ đẹp mắt. Bên cạnh cái phần nắp đỏ là những cái chú ốc xả gió nhanh đồ chơi. Phần nắp bình dầu cũng được chọn cho mình một cái tông màu hòa hợp cùng với những chi tiết ống gạt Dono chia ra đồ chơi. Hai chi tiết này kết nối vào cái cụm gạt Dono cho xe cút ngắn hành trình đẹp mắt hơn. Bên trong còn có cụm công tắc của Dono. Phần tay thắng đùm sao được kiểm soát thông qua cái dòng lực tiếp em và cái cụm công tắc cũng được thay bằng sản phẩm của Domino cho đồng bộ với những gì ở phần dây bên phải. Bao tay đồ chơi hướng đến kiểu dáng tương tự sản phẩm trang bị trên cái dòng lực BMW SRR đời mới nhất. Phần gù ở bên ngoài để nóc, móc chìa đồ và chìa tiết được thay bằng cái ốc titan. Trên chân cũng không kém phần xịn sò với cái dịp ốc titan được phối cái tông màu đen tạo ra cái sự cứng cấp cho dàn chân. Thêm đó là cái con heo của Rainbow hai bên đá xứng logo đỏ sẽ dâu heo được bấm như đầu để thắng quen thuộc của hiệu Rantex. Ốc kỳ năm phiên bản xanh tím quen thuộc cũng được trải dài trên nhiều chi tiết xung quanh con xe. Cái phần chấm tiếp sau phiên bản Quisby là một dòng sản phẩm của Magic tích hợp bình dầu liền nằm dưới đi cùng hai cái núm tăng chỉnh để thay đổi cái độ nhún và lực đàn hồi của xe sao cho phù hợp với cảm nhận và cân nặng từ người chủ. Sắm luôn cái đèn hậu đồ chơi cho con xe chứ đừng khác hoàn toàn khi nhìn từ biết sao. Waro 1/10 chọn hết bài với chèn chân là tươi mới. Với những cái nâng cấp rõ nét, cái con Waro độ hôm nay trên mới mẻ hơn. Khi số chứng minh cái phần diện mặt bên ngoài là cực kỳ chất, cùng với cái dàn combo chất lượng từ cái đình đám nổi tiếng mà chơi xe ai cũng biết. Cái cụm tóc Dono vàng rút ngắn hành trình cho con xe được bao nhanh hơn. Phần cụm được đi cùng hai ống da titan cùng với da thái thì mới lắp dễ dàng vào xe được. Nhìn vào phần dây chân trước, chúng ta thấy được heo của Anchor hai bên đá xứng được bắt vào phục trước thông qua cái bánh heo được gia công bằng cái đựng nhôm khối. Thiết kế cặp mâm Rainbow 8 cây vô cùng kiên cố tạo ra cái sự mới lạ và cơ bắp hơn cho xe. Phần cái dầu heo đỏ được bấm cùng đầu S khá đẹp. Một điểm đáng chú ý của con Waro độ này đó chính là cây phục Hardin bình dầu liền nằm trên. Đây chính là phiên bản mới nhất dành cho những Waro đích sử dụng, mức giá khoảng 9.2 triệu. Tuy nhiên phải cắt quét phần nhựa nhám ở bên dưới dòng xe chứ không thể tháo lắp như zin như bản bình dầu dưới. Hai thở được ấn tượng bằng cái ống rốt dòng bôn này không còn được sản xuất nên hiện nay nó rất hiếm hàng. Tuy nhiên đem lại xu thế mới được nhiều anh em chơi tay ga ưa chuộng và săn tìm rất nhiều. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hãy đăng ký tiếp nhớ like, share, subscribe.